cái gì cũng thủ công hết quý vị các bạn nha. Những cái nét phải nói là ẩm thực văn hóa vùng miền rất là tuyệt vời. Mà ngày hôm nay Somax cũng rất là vui khi mà quay được những cái công đoạn này để chia sẻ với quý vị các bạn. Wow, đẹp quá. Rồi, nóng nha mấy anh chị. Này nóng nha. Nước mà nó nhiễu nó nóng lắm à. Dạ. Bây giờ nước nhiễu nóng nha, cái này phỏng luôn á. Ép, bắt đầu ép anh ha. Đúng rồi, bắt đầu ép anh. À, ép nước chua. Đó. Còn nếu mà ở nhà mình làm á thì nó có ra ba cái khuôn như thế này. Dạ. Mình làm một lượt ba khuôn. Đâu có chú mình đè mấy ký cho nó ép hết. Cái này bây giờ mình không có nói số lượng nữa. Ví dụ cái số lượng mình, cái cục đè mình nó nhẹ thì mình là đè nó lâu. Còn cái cục đè mình nó nặng thì mình đè nó mau. Mình ép nó không bao lâu mình xong chú. Nếu mà ở nhà mình làm là nó có ba khuôn như thế này. Đổ một. Đó, chị đổ xong thì chị ép cái khuôn này xuống. Cái cục đá dưới. Có, đúng rồi, chính xác. Hay quá. Ở dưới là đeo đá nha quý vị. Đeo lên. Đó, ở dưới đeo đá nè. Là cái này ở nhà mình á thì cái khuôn này nó sẽ ra được ba, cái bàn này ra được ba khuôn. Yeah. 1 2 3. Thì mình đổ khuôn này, mình đổ khuôn thứ hai, mình đổ khuôn thứ ba. Đồng thời mình gỡ cái khuôn đầu. Ừ. Mình gỡ xong mình cứ vậy, mình cứ làm hoài 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 luôn chứ mình không có thời gian nghỉ. Hay quá. Thầy nói là nãy giờ Somax quay rất là chi tiết cái quy trình cho quý vị các bạn xem anh làm một mẻ đậu hũ như thế nào nha quý vị các bạn ha. Những cái công đoạn thủ công như thế này thì phải nói là duy trì cái nét văn hóa ẩm thực của ông bà ta ngày xưa tới giờ đó, là rất là hay, rất là tuyệt vời trong những cái lễ hội như thế này quý vị các bạn. Cái nước chua đó là mình đổ anh hả? Đúng rồi, đổ. À dạ. Còn nếu mình muốn làm thì mình để ý lại một ít, mai mình làm thôi. À. Còn bây giờ tại mình chút xíu mình còn một mẻ nữa. Dạ. Nên giờ mình đổ hết đi, lát mẻ sau mình lấy lại. À. Xin chào quý vị và các bạn. Somax rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo của mình chiều ngày hôm nay nha. Chiều ngày hôm nay thời tiết rất là mát mẻ quý vị và các bạn. Hiện tại Somax đang có mặt ở khu du lịch Văn Thánh, nơi đang tổ chức phiên lễ hội ẩm thực ba miền rất là lớn ở Sài Gòn. Somax tới qua một lời giới thiệu của anh chị khán giả coi trên những video Somax chia sẻ về ẩm thực chay và có bình luận kêu Somax tới chia sẻ lễ hội với quý vị và các bạn. Thì chiều nay Somax đã có mặt ở đây rồi. Không khí đang rất là sôi nổi, đang là diễn ra cực kỳ là hấp dẫn với những cái nét văn hóa ẩm thực ba miền Bắc Trung Nam phải nói là rất là đặc sắc quý vị các bạn ha. Theo như Somax tìm hiểu thì ở đây là khoảng 40, hơn 40 gian hàng ẩm thực đang được bà con tham quan tại đây. Thì bây giờ Somax cũng tranh thủ thời gian vào quay chia sẻ với quý vị các bạn chút xíu nha. Thời gian diễn ra lễ hội ba miền tại khu du lịch Văn Thánh thì Somax được biết là từ ngày 29, 30, 31, có nghĩa là còn ngày mai nữa nha quý vị các bạn nha. Thì cô chú anh chị muốn tham gia thì mình có thể tới khu du lịch Văn Thánh và mình hòa mình vào cái lễ hội ẩm thực ba miền tại đây. Thì bây giờ Somax sẽ vào trong và đi một vòng xem là có gian hàng ẩm thực chay nào chia sẻ với quý vị các bạn không nha. Bây giờ là khoảng gần 17 giờ rồi, lễ hội diễn ra khoảng 16 giờ là đón khách nha quý vị các bạn. Rồi đi nhá. Ngay khu vực bên này thì Somax quan sát thấy có bản đồ của phiên lễ hội ẩm thực ba miền rất là chi tiết tại ngay cổng chính luôn nha quý vị các bạn nha. Cô chú anh chị tới thì mình có thể tham quan bản đồ trước khi mà mình di chuyển vào khuôn viên của lễ hội ẩm thực ba miền để mình di chuyển nó thuận tiện hơn. Sơ đồ tổng thể lễ hội văn hóa ẩm thực món ngon Sài Gòn Tourist Group 2024.
tại khu du lịch Văn Thánh từ ngày 28 tháng 3 năm 2024 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024, tức là còn chiều mai nữa nha quý vị các bạn nha. Đó, cái không khí đang diễn ra rất là sôi nổi quý vị các bạn. Rồi bây giờ Smart sẽ di chuyển luôn vào trong nha. Khi quý vị các bạn tới ngay lễ hội ẩm thực ba miền thì ngay phía trước là cái quầy vé. Smart thấy là 200 ngàn một vé nha quý vị các bạn. Và bà con cũng đang tập trung ngay quầy vé rất là đông. Trong khuôn viên bên trong là rất là nhiều người rồi nha quý vị các bạn nha. Đó, các chị các cô rất là đẹp, rất là xinh gái duyên dáng trong những cái tà áo Việt Nam quý vị các bạn ạ. Đẹp quá. Wow. Wow, khoe sắc rực rỡ nha quý vị các bạn. Đây là cái bát rau ngay cổng của lễ hội văn hóa ẩm thực món ngon Sài Gòn Tourist Group 2024 tại khu du lịch Văn Thánh quý vị các bạn nha, rất là đẹp luôn. Đó, 49 năm từ năm 1975 cho tới năm 2024 Sài Gòn Tourist. Rồi bây giờ sẽ bắt đầu hòa mình vào trong không khí lễ hội ẩm thực văn hóa. Số mắt cũng đang cầm trên tay tấm vé nha quý vị các bạn nha. Đó, đang cầm trên tay tấm vé rồi, 200 ngàn. Tấm vé cũng rất là đẹp nha. Trong này có menu món trong này này. Đó, cũng không biết như thế nào đó, thôi mình cứ vào nha. Cái quầy bên này sẽ là cái quầy soát vé này. Đi vào thì quý vị các bạn di chuyển qua bên đây là cái quầy soát vé nha. Wow. Đi chợ quý vị ơi, đi chợ. Rồi mình đi luôn nha. Đó, vô đây gửi vé nè. Rồi cho gửi vé luôn chị nha. Đây là sách vé đúng không hay là mua vé? À vô trong luôn. Dạ rồi. Đi vô trong luôn. Có một tô chè bắp ha. Chè trôi nước nè. Nhìn bắt mắt quá quý vị. Ở đây thì số mắt thấy là để 20 ngàn một phần nha. 20 ngàn một phần. Có duyên với gia đình mình quá vậy ha. Đi gian hàng nào cũng gặp. Dạ. Gian hàng nào cũng gặp gia đình mình luôn. Chè trôi nước nhìn hấp dẫn gì ha. Dạ, nhìn ngon quá. Rồi xong một chén nè. Chị làm chén luôn đi, anh làm chén luôn. Dạ. Đẹp quá. Cái này gọi là cái gì chị ha? Chè trôi nước. À cái này hả? À. Em gọi là cái chậu. Cái chậu hả? À. Có một cái tên khác nữa nhưng mà hiện tại là em à quên rồi đúng không? Cái tên vùng miền là cái tên đặc trưng của cái này đúng không? Mình quê chị không nhớ đúng không? À. Tạm gọi là cái chậu ha. Dạ tạm gọi là cái chậu. À. Cái này chất liệu nó giống như cái lu á quý vị các bạn nha. Nhưng mà cái tên sốt cũng không nhớ luôn. Đẹp lắm nha quý vị các bạn. 20 ngàn một chén. Đó, các anh chị đang tập trung ở đây rất là đông. Ăn chè đó cô ơi, quá hấp dẫn luôn. Dạ. Hai phần chè bắp, ba là cũng chè bắp. À, cô ăn chè. Dạ. Ba phần chè bắp. Ba phần chè bắp luôn hả cô? Cháu chè chè ba. Chắc là Smart sẽ ăn thử một chén chè trôi nước nha quý vị các bạn nha.
Anh thử chén chè bắp luôn. Hôm nay anh chè đi. Bên này chè bắp nè. Rồi bên này chè trôi nước nè. À, bên này là chè nếp đậu trắng nè. Dạ dạ dạ. Chè này chút xíu đi, smart di chuyển qua bên kia nha, đang đông. Cái chậu bên này là chè gì chị? Cái đó là nước cốt. Dạ, à nước cốt, dừa, nước cốt dừa. Dạ. Còn bên này là chè gì ha? Dạ là chè bà ba. Chè bà ba. Bên kia là chuối chưng dạ, hả? Chưng. Dạ chuối chưng. Rồi bên này là chuối chưng quý vị ha. Đẹp quá. Hấp dẫn nè. Thôi để smart dừng chân ở cái gian hàng chè của các chị thưởng thức chè trôi nước chút xíu nha. Chị làm cho em một chén đi chị. Chè này là mình nấu theo vùng miền nào á chị ha? À cái này quầy chè của em là quầy chè miền Nam anh nha. Quầy chè miền Nam à. Đó, chè trôi nước trắng nè, chè trôi nước cam, chè trôi nước tím. À, rất là đẹp. Chị cho lên một chút xíu nước cốt dừa chị ha. Dạ. Nước cốt dừa với lại một chút xíu mè. Đó, rất là hấp dẫn nha quý vị các bạn. Đã chưa? Ôi, đẹp quá. Rồi, sau đó sẽ để tạm ở đây và mình sẽ ngồi mình ăn luôn nha. Rồi, được rồi chị, không sao chị, cảm ơn chị. Mình đang dừng chân ở một gian hàng bán chè. Chè bắp nè, chè trôi nước nè, chè đậu trắng nè, rất là nhiều những loại chè ở đây nha quý vị các bạn nha. Chè thì được bỏ vào cái smart không biết gọi cái này là cái tô hay là cái rất là đẹp quý vị các bạn ha. Bên này là chè bắp nè. Chè trôi nước thì hai chị đang múc lên thêm nè. Đẹp quá. Chờ chút xíu chè trôi nước lên là mình quay nha. Đó. Ra lò nóng hổi luôn, đẹp quá. Đó, một ly chè sẽ là giá vé 20 nha quý vị các bạn. Thì các chị sẽ xé cái phần giá vé 20 ở bên này. Đó, mình cứ đi hết tất cả các quầy ha. Chị làm thêm cho em một cái chén chè bắp đi chị. Xé thêm một vé 20 nữa. Chè bắp cũng 20 chị ha. Rồi chị để ở dưới giùm em. Rồi để giúp em đó nha. Rồi em gửi vé nè. Đó, xong anh đang đưa vé cho chị và chị xé ở cái phần vé 20.000 ha. Đó. Rồi. Cấp vô bóp. Bây giờ ngồi anh chè nha. Anh chè xong thì số mắt sẽ đi tiếp nha. Để sao bác đứng lui ra quay cái quầy chè cho quý vị các bạn tham quan nha. Đó, các cô cũng đang tới ăn chè rất là đông nè quý vị các bạn. Đẹp quá à. Đi ăn chè. Thơm mà rất là ngon luôn. Chúng ta ăn hai chén chè, một chén chè bắp, một chén chè trôi nước. Chè đây thì các chị nấu theo hương vị miền Nam quý vị các bạn nhé. Nè, cái viên chè trôi nước là đã rồi. Ngon quá. Thử cái chè bắp nha. Đây chè bắp. Ngon luôn. Nó thơm mà bị bắp rất nhiều luôn. Kiểu như nguyên chất đó quý vị ạ.
bắp với nước cốt dừa. Ngon quá. Hết luôn. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển để xem là có gian hàng nào hấp dẫn nếu quay chia sẻ với quý vị nha. Đông quá. Đi lễ hội á thì mình giống kiểu đi ăn bụi với quý vị bạn. Bà đâu ngồi đó, bà đâu ăn đó nha quý vị bạn nha. Đây là cái lô sữa đậu nành nha quý vị các bạn. Em gái đang múc sữa đậu nành cho khách nè. Để chút xíu Smart sẽ ăn thử nha. Mình sẽ thử một cái ly sữa đậu nành và ăn thử đậu hũ xem sao nha. Tại một làng nghề làm đậu hũ. Đông quá. Đây cái lô này quý vị các bạn. Đã chưa? Hấp dẫn chưa? Đang nóng hổi á. Đưa hai cái cốc rượu, hai ly là 3 ly á. Có hai ly của mình vô. Đúng rồi. Có một ly ngọc rượu. Là nghề làm đậu hũ với lại sữa đậu nành ở đây mình thấy khách tham quan lễ hội rất là quan tâm nha quý vị các bạn. Cũng rất là đẹp luôn, một cái nét đậm chất làng nghề Việt Nam quý vị các bạn. Nãy giờ là em gái mình để ý là múc sữa đậu nành trong lu liên tục luôn. Do là khách đang đứng đông mình không có tiếp cận được. Chờ chút xíu nha. Bước xuống nè. Rồi mình đứng mình coi em gái làm tí nha. Một ly là 10.000 hả em? Dạ, một ly 10.000. Một ly 10.000. Sữa đậu nành trong lu đang nóng hổi luôn ha. Dạ đúng rồi, cái này mình giữ nhiệt trong lu thôi. À giữ nhiệt trong lu. Dạ nấu trực tiếp luôn. Dạ. Bên kia mình thấy anh đang đổ ra cái lu rồi quý vị các bạn. Sữa đậu nành đang đổ ra lu quý vị thấy không? Chị ơi cho em xin phép em qua đây tí nha. Đây. Rồi đi qua bên đây quý vị ơi, đông quá. Rồi, cho em xin phép đi tí nha. Rồi đi luôn quý vị. À anh ơi cho em xin phép em đi tí nha. Đấy, mình thấy anh đang múc sữa đậu nành. Anh ơi cái mẹ này là được chưa anh? Bây giờ là bắt đầu chuẩn bị làm đó anh, nhờ múc sữa xong rồi khoảng 5 phút sau mình làm đó anh. À múc sữa xong rồi làm. Thơm quá. Rất là thơm luôn. Cái này là cái lu sữa đậu nành nha quý vị các bạn nha. Nấu xong rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ quay cái công đoạn mà các anh làm như thế nào để chia sẻ với quý vị ha. Đây mình thấy anh đang làm gì đây quý vị nè. Cái công đoạn đó là làm gì anh? À ép hay quá. Lần đầu tiên thấy luôn quý vị ơi. F4 đây là đang làm bún. F4 trời ơi dày luôn. Rõ chưa F4 đó quý vị ạ. Lần đầu tiên thấy luôn á.
vẫn là làng nghề Việt Nam xưa, ông bà mình làm cái gì cũng thủ công hết quý vị các bạn nha. Những cái nét phải nói là ẩm thực văn hóa vùng miền rất là tuyệt vời. Mà ngày hôm nay Số Mắt cũng rất là vui khi mà quay được những cái công đoạn này để chia sẻ với quý vị các bạn. Wow, đẹp quá. Cái này là 4 lần hả? 4 luôn. Dạ. Làm thủ công hoàn toàn luôn. Dạ. Sau khi bún rớt xuống là ở dưới là nồi nước sôi anh ha. Dạ. Là bún chín luôn. Nước phải sôi nha. Dạ. Không sôi là không bao giờ thành bún. Dạ, không sôi là không được anh ha. Dạ. Dạ. Cái bột mà mình làm bún này là bột gì anh nhỉ? Dạ, bột gạo anh. Bột gạo, dạ. Thơm quá. Dạ, em thấy anh ép. Dạ. Anh lấy dĩa đậu hũ qua gấp miếng. Dạ vâng, để chút xíu anh dài hết ý luôn. Rất là tuyệt vời luôn. Đây, bún sau khi mà ra lò là như thế này. Đó. Rất là tuyệt vời. Vậy không biết chừng nào mới xong. Dạ, anh đứng đây anh chia sẻ với em một chút xíu thôi. Cái mẻ bún sau khi mà vào nồi nước sôi như thế này thì bao lâu thì được anh? Dạ, khoảng 2 phút là được rồi. À, 2 phút là được, dạ. Xin mời anh tính đeo micro cho anh, nhưng mà anh chạy tới chạy lui á, đeo nó cũng hơi bất tiện. Dạ, đây anh đang vớt này. Thơm quá. Lần đầu tiên Số Mắt thấy quy trình ép bún thủ công nha quý vị các bạn nha. Những cái hình ảnh này chỉ có làng nghề mới có thôi nha quý vị các bạn. Bây giờ người ta làm máy không à? Đúng không anh? Dạ đúng rồi. Dạ. Nguyên mà thấy cái hệ thống ép thủ công như thế này là thấy là rất là tuyệt vời rồi quý vị các bạn. Là nếp được một phần như thế này anh ha. Phần này bán hơn nửa ký à. Hơn nửa ký, dạ. À, dạ, cũng nếu nhiều à. Ép thủ công là bán không ra lượng được. Dạ. Đâu có kịp đâu bán. Không có kịp anh ha. Này mình biểu diễn dạ. Chơi cho vui. Biểu diễn chơi cho vui. Mọi người thấy cái nét văn hóa anh ha. À, dạ. Dạ, cái nét văn hóa ẩm thực hồi mình duy trì. Mình, không có máy thì phải làm vậy. Dạ, đúng rồi. Dạ. Đó, anh chia sẻ đó. Hồi xưa ông bà không có máy móc thì mới làm vậy. Sau khi mà ép xong thì anh đưa đây trần thêm trần nước nha. Đó, bên kia là nước nóng, bên này là nước bên này là nước lạnh đó hả? Dạ nước lạnh. Dạ nước lạnh. Wow, hấp dẫn quá. Làng nghề của mình ở đâu anh nhỉ? Dạ cái này thật ra thì ở Bình Quế mình sưu tầm và làm mà vậy. À dạ. Còn đúng cái gốc bún này á. Dạ. Là nó ở ngoài Thủ Đức. Làng bún Thủ Đức là chắc nhất à. À, làng bún Thủ Đức anh hả? Dạ. Vậy là được rồi. Dạ, vậy là xong rồi đó. Dạ rồi, em cảm ơn anh nhiều nha. Dạ. Đó, anh bắt đầu đang chuẩn bị một cái lu này. Cái này mình đang bắt đầu làm gì anh ơi? Bây giờ cái này nó sữa đã nấu sôi rồi. Dạ. Nấu sôi thì bây giờ mình đổ vô trong cái lu ha, một cái gì đó để mình pha với nước chua để mà nó tách tỏa ra miếng tàu hũ. À. À. Mà hiện bây giờ nó đang tách tỏa rồi đó. Dạ. À. Cái này mình chờ khoảng bao lâu thì nó cái tỏa xong anh? Nếu mà một lần mình pha như vậy á, từ khi bắt đầu pha cho tới tách tỏa thì thời gian nó từ 7 cho tới 10 phút. Dạ, 7 tới 10 phút. Rồi. Wow, cái lù nóng bốc khói luôn nha quý vị các bạn nha. Cứ đổ 2k lên rồi đó. À, dạ. Dạ, đó thì ít k thứ 3. Không, không. Đó như ví dụ mấy anh mấy chị nhà có làm đó. Dạ. Thì mình khi mình pha rồi mình thấy mà cái sữa của mình nó đứng lại như vậy nè. À. Là mình tiếp tục mình pha nữa. Là nó dưới nó tích tổ rồi đó. Còn nó còn quay vòng tròn thôi đừng pha để khi nào nó thiệt đứng lại thì phải pha. Dạ. Nè bây giờ ở dưới này nó sẽ tích tổ lên con rồi nè. Nó có còn lợn cợn dưới nữa không? Dạ. Đó. Nó vô được như đây nữa là chút xíu là nó sẽ pha khoảng 2 lần nữa là nó sẽ thành miếng tổ. Ồ.
Đúng rồi, ban đầu thì nó nhiều, rồi bắt đầu mình rút lại từ từ. Chị, anh chị rút lại là từ từ như vậy á. Cái nước mình châm thêm đó là nước gì anh? Cái này là nước chua anh. Nước chua dạ. Nước chua ban đầu nếu mà anh làm mà mình muốn làm gia đình ăn á thì mình lấy giấm cũng được. Dạ. Hay là nước me, nước tắc, nói chung nước gì mà nó tạo ra chất chua thì mình làm được. Mình dặn thêm một miếng muối. Dạ. Vô nước chua. Còn nếu mà mình làm thủ mình giống như mình làm mà đi ra chợ bán mà bán như hồi xưa giờ ông bà mình để lại truyền thống, ngày truyền thống á, thì mỗi ngày mình chỉ lấy là cái nước cái này. Dạ. Mình để lại qua ngày sau mình tiếp tục mình làm tiếp. À. Chứ mình làm quanh năm suốt tháng vậy luôn. Cái nước giấm mình có pha thêm nước không hay là? Không không, cái đó mình chỉ nước giấm dặn thêm một miếng muối là được rồi. Đúng rồi, giấm mà mình nhớ là giấm nuôi á nha. Ờ, chứ mấy cái mà giấm mà giấm chai, giấm quá chất thì cái giấm đó mình không biết à. Cái đó mình không sử dụng mình không biết. Dạ. Hay quá quý vị ạ. Sắp được rồi đấy. Đó, anh lại cho thêm nước chua nha quý vị ạ. Cái này anh pha 5 lần, 6 lần, 7 lần, 8 lần, 10 lần cũng được. À, không có quan trọng. Yeah. Nhưng mà anh càng pha thời gian nó càng lâu thì cái độ anh nó càng ngon. Giống như là nó xuống từ từ, cái độ tích tủ nó từ từ. À. Còn nếu mà mình vô nhiều quá nó tích tủ một lần. Cái thứ nhất là miếng tàu hủ mình nó bị cứng, nó không ngon. Thứ hai nữa là nếu mình ra sản lượng đó, thì nó sẽ bị mất đậu. Dạ. Yeah. Rồi miếng thứ ba nữa là nó miếng tàu hủ mình nó sẽ bị cứng, nó không mềm. Không ngu quá, nãy giờ thấy cái miếng quá trời. Bí quyết quá nhiều có. Thì bây giờ cái này nó đâu có gì đâu, bình thường hả? Dạ. Nhiều công đoạn đó anh ha. Nhiều công đoạn để mà nói đẳng á. Tôi rất là thích đi chơi mà tôi chơi dữ lắm. Dạ. Tôi đi mà từ Ninh Thuận mà về tới Cà Mau không có chỗ nào có dấu chân. Dạ. Anh ơi, anh cho em biết tên anh đi. Anh tên gì anh? À, em tên Lam anh. Anh Lam. Dạ, mình là ở Long An anh. Trần Đức Long An. Dạ, anh là Long An. Lấy con hải tặc đi nè. Chợ đào không? Giờ ở đó biết chợ đào hay là chỉ biết là gạo nàng thơm chợ đào? Đúng rồi. Biết nàng thơm chợ đào. Đúng ra gạo nàng thơm chợ đào của mình á thì nó chỉ có đúng nàng thơm chợ đào á là nó chỉ có 22 hecta thôi. Chứ nó không có nhiều. Còn những cái kia là chỉ lân cận thôi, chứ nó thật sự nó không đúng của nàng thơm chợ đào đâu. Nhưng giờ mình ra được nó nàng thơm chợ đào chứ thật sự nó không có nhiều. Được chưa anh, cái mẹ này được chưa? Nó gần được rồi anh. Dạ, để cho nó trong lại nữa là mình vớt cái nước trong này ra mình bỏ thì đồng thời nó có cái con ở dưới. À dạ. Rồi mình ép vô. Dạ, hay quá. Đó anh chị nhớ nha, nhớ cho nó trong cỡ vậy hoặc là trong hơn nữa nha. Chứ nó còn đục quá là nó sẽ bị mất tổ của mình, mất đậu của mình. Dạ. Nhưng mà tới khi mà nó đậu nó như vậy mà nó chưa được trong á, đừng có pha nước nữa, mà đừng có quậy sâu. Mình quậy nó khoảng nửa vậy thôi. Quậy mà đừng quậy mạnh, nó quậy nhẹ là tự động tí xíu nó sẽ trong. Rất là nhiều công đoạn phải là tỉ mỉ và. Còn bây giờ anh chị muốn làm, muốn tự tay làm. Vô làm luôn nữa. Khoảng tiếng nó quay lại tôi sẽ cho làm. Dạ. Ủa anh bây giờ đổ nước trong vô đấy, đổ nước chua vô nó bị hư đúng không? Nó không hư mà tí miếng tẩu mình nó sẽ bị cứng. À. Ăn nó không ngon. Chứ giờ là nó hết hư rồi. Như đặc biệt khi mà nấu, mình nấu sữa, mình nấu cho nó, mình muốn nó ngon là mình phải nấu cho lửa cho cao. Dạ. Cho nó mau sôi. Chứ đừng có để mình lình xình nó lâu sôi là nó dở lắm. Hay quá. Cái giá này quá xịn luôn. Mới mở được anh ơi. À, coi như là mình vớt cái nước chua ra anh ha. Đúng rồi. Còn lại đó, là cái nước này thì mình cứ nếu mà mình muốn làm hàng ngày đó thì mình để lại một ít mình làm. Còn như thì mình chưa lấy cái á. Dạ. Quá xịn. Chị nóng nha chị. Cái từ của chị hay á, quá xịn. Hay quá.
nữa là nãy giờ Smart quay rất là chi tiết cái quy trình cho quý vị các bạn xem anh làm một mẻ đậu hũ như thế nào nha quý vị các bạn ha. Những cái công đoạn thủ công như thế này thì phải nói là duy trì cái nét văn hóa ẩm thực của ông bà ta ngày xưa tới giờ đó là rất là hay, rất là tuyệt vời trong những cái lễ hội như thế này quý vị các bạn. Cái nước chua đó là mình đổ anh hả? Đúng rồi, đổ. À dạ. Còn nếu mình muốn làm thì mình để lại một ít mai mình làm thôi. À. Còn bây giờ tại mình chút xíu mình còn một mẻ nữa. Dạ. Nên giờ mình đổ hết đi, lát mẻ sau mình lấy lại. À. Tại vì cái này anh lấy lại rồi nó tầm khoảng 2 ngày. Nó 2 mới, ngày. Đúng rồi, 2 ngày nó mới đậu chua nó mới nó lên men mới đủ đậu chua. Dạ. Rồi, nóng nha mấy anh chị. Này nóng nha. Nước mà nó nhiễu nó nóng lắm à. Dạ. Bây giờ nước nhiễu nóng nha, cái này phỏng luôn á. Ép bắt đầu ép anh ha. Đúng rồi, bắt đầu ép anh. À, ép nước chua. Đó. Còn nếu mà ở nhà mình làm á thì nó có ra ba cái khuôn như thế này. Dạ. Mình làm một lượt ba khuôn. Đâu có chú, mình đè mấy ký cho nó ép hết. Cái này bây giờ mình không có nói số lượng nữa. Thí dụ cái số lượng mình, cái cục đè mình nó nhẹ thì mình là đè nó lâu. Còn cái cục đè mình nó nặng thì mình đè nó mau. Mình ép thì không bao lâu mình xong chú. Nếu ở nhà mình làm là nó có ba khuôn như thế này, đổ một đó, chị đổ xong thì chị ép cái khuôn này xuống cá cục đá dưới có. Đúng rồi, chính xác. Hay quá, ở dưới là đeo đá nha quý vị. Đeo lên cái này là đó, ở dưới đeo đá này là cái này ở nhà mình á thì cái khuôn này nó sẽ ra được ba cái bàn này ra được ba khuôn. Yeah. 1, 2, 3 thì mình đổ khuôn này, mình đổ khuôn thứ hai, mình đổ khuôn thứ ba, đồng thời mình gỡ cái khuôn đầu. Ừ. Mình gỡ xong mình cứ vậy, mình cứ làm hoài luôn chứ mình không có thời gian nghỉ. Bây giờ chú ép cho bao lâu xong chứ? Thì mình nói thời gian về là tới tầm khoảng chừng 3 phút, không tới 3 phút. Đó xong rồi hả? Thì mình có một, mình chỉ có ba khuôn thôi, 1, 2, 3 thì mình đổ 1, đổ 2, đổ 3 thì quay mình ra mình gỡ 1. Gỡ 1 mình đổ lại 1 thì mình ra số 2. Coi như mình ép 3 phút là ra miếng đậu hũ. Đúng. À. Rồi. Quá hay. Chưa. Lấy công thức nha. Dạ, lấy công thức luôn. Chúc anh chị một buổi tối vui vẻ nha. Đúng rồi. Hồi nước mình lại. Giờ ra đó. Ra là đó, ra miếng đậu hũ rồi đó quý vị các bạn. Đúng rồi. À, nán lại chút xíu chờ anh ra mẹ. Không còn miếng nào luôn. Wow, đậu hũ đa lò. Wow. À, là... Bạn này mình mua đâu chú? Cái bạn này mình mua ở đâu? Bạn này thì mình ra chợ Phó Trần Lâm cũng có, Kim Biên cũng có. Mình thấy chị gái hỏi rất là kỹ luôn đó. Chắc là chị về chị làm cho gia đình anh. Chị ha? Dạ. Quay công thức luôn đó. Rồi tiếp theo nha quý vị. Vải này mới ra nước chứ mua mấy cái vải kia để ép vải nó lên. Vải này mới được á chị? Vải đúng vải của nó mới được hay sao đó? Cái vải này là mình ra nóng, cái chỗ này nóng lắm nha. Chú đang tự bằng nước chua đúng không? Đúng rồi, đang tự bằng nước chua. Hay quá quý vị ha. Rồi bắt đầu ép. Đó, cái nước chua nó ra đó quý vị các bạn. Nhưng mà phải là cái vải đặc trưng thì cái nước chua nó mới ra được nha quý vị các bạn nha. Chứ còn không đúng vải là cái nước chua nó không ra được luôn á. Wow, 10 điểm. 10 điểm luôn. 10 điểm cho học sinh. Ok, được rồi. Mẹ này vừa mới ra này. Anh làm cho em một ly đi anh. Cho em một miếng luôn nha. Bắt đầu rồi. Rồi, số bác đang cầm trên tay tấm vé này, mình đưa cho anh ha. Dạ rồi, cảm ơn anh. Xé vé giùm em luôn. Dạ.
Một ly này là 10.000 anh ha. Dạ. Xài hết 200 rồi thôi nha quý vị. Dạ. Còn rất là nhiều nha, đây nè. Sắp dày luôn á, đi từ chiều giờ chưa hết. Xài 200 nhiều khi học được cái nghề đó. Dạ, đúng rồi bà ngoại. Hiện tại thì số bác vẫn đang đứng ở trong làng nghề làm đồ hũ và làm bún, làm sữa đậu nành, chế biến tại cái gian hàng ở đây luôn nha quý vị các bạn nha. Phải nói là từ chiều tới giờ số bác quay rất là nhiều những cái công đoạn, nhất là cái công đoạn mà làm đậu hũ đó rất là hấp dẫn, vẫn công đoạn làm bún ép bún thủ công rất là tuyệt vời nha quý vị các bạn. Bây giờ trên tay của số bác đang cầm một miếng đậu hũ nóng hổi, mình sẽ ăn thử, rất là thơm nha, đang còn nóng luôn. Đậu nành thì sữa đậu nành thì hết rồi, ra mẹ nào là hết mẹ đó. Bây giờ số bác cũng phải chờ khoảng nửa tiếng nữa mới được một cái ly sữa đậu nành nóng hổi và mình thưởng thức trong buổi tối ngày hôm nay. Ngon. Đậu hũ trắng thì Sơn Bắc thích ăn với muối tiêu hơn. Muối tiêu nó sẽ hợp với Sơn Bắc hơn. Còn ở đây thì mình thưởng thức với tương ớt. Nóng hồng mồm luôn á, tỏng miệng luôn á. Đây nè quý vị, đó cái miếng đậu hũ nè. Quý vị thấy không? Đó. Nóng hổi, vừa thổi vừa ăn. Quá ngon. Nhất là mình đang đứng ở trong khuôn viên của các anh chị làng nghề, lần đầu tiên trải nghiệm cái cảm giác này. Chơi miếng bự luôn nha. Ngon quá. Máy này thì mấy cái chợ vật tư đều có bán hết, chợ Kim Biên cũng có, chợ dân sinh cũng có. Giá thì dao động nó từ 2,5 triệu cho tới 10 triệu. Cái máy này thì máy này bây giờ mình mua khoảng tầm 7 triệu mấy, tại cái máy này nó bằng tối inox 304. Nó mắc hơn, còn cái tối mà bằng nhôm thì nó rẻ hơn, bằng gan nó nhẹ rẻ hơn. Rồi dây đồng motor thì dây đồng nó khác, dây nhôm nó khác, nó kính thưa các loại. Kính thưa các loại ha. Tiền nào của nấy à. Dạ tiền nào của nấy. Inox mà xài inox 304 này thì nó không có bị sét, nó không bị oxy. Đó đang xài đậu hả? Xây đầu là máy thôi. Đúng rồi. Dạ. À. Đó, chỉ có mỗi công đoàn xây đầu là duy nhất là làm máy thôi nha quý vị các bạn nha. Chị cứ xả nước vô đại đi, nó tự cân bằng lượng nước, nó không có cần mình phải canh. Ủa vậy là
là cái lu kia hết hết sữa rồi đậu nành rồi anh? Đúng rồi, sữa đậu nành hết rồi. À bán hết rồi. Rồi nó tầm bộ cho bà con hết rồi, bây giờ đang nấu tiếp. Nấu tiếp khoảng nửa tiếng nữa. Nửa tiếng nữa. Dạ. Nấu tới đâu là hết tới đấy con. Nóng mà nấu nóng. Nhưng mà uống nóng mày mới ngon cô ha. Dạ, uống nóng mày mới ngon. Chờ nửa tiếng đó mình sẽ thử một cái ly đậu nành nấu nóng hổi mới ra lò là như thế nào nha quý vị các bạn. Một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời của Smart xong khi mà hôm nay tham gia vào bên lễ hội còn không anh? Anh còn bún không? Ba miền Bắc Trung Nam. Còn mấy trái nữa? Trái nữa ép luôn đi. Ép luôn nè, cho em mượn cái bếp luôn em. Rút chứ giờ bên này bị hết hàng. Đậu nành sau khi mà xay xong thì bắt đầu các anh sẽ bỏ lên bếp để nấu. Hai bếp nha quý vị các bạn nha. Bên này một bếp này. Smart đang chờ để thưởng thức một cái ly đậu nành nóng hổi mới ra lò. Và sẽ ăn đậu hũ luôn. Đó, đậu hũ trắng mới ra lò luôn nè quý vị các bạn. Anh đang cắt cho khách. Sau bác sẽ thưởng thức một miếng đậu hũ nóng hổi mới ra lò luôn nha. Dạ, con chào bà ngoại. Nhìn đẹp quá bà ngoại ơi. Đó. Rất là đông vui, rất là náo nhiệt quý vị các bạn. Ở phía đằng trước thì Smart thấy có các chị các cô ngồi ở những cái gánh bán rau rất là đẹp ha, một cái nét rất là văn hóa dân gian Việt Nam cực kỳ đẹp luôn quý vị các bạn. Đằng xa này là đánh trống đánh chiêng này. Muốn trải nghiệm thì mình sẽ tham gia vào cái trò chơi dân gian ở đây nha. Rất là náo nhiệt quý vị các bạn. À, đây có các chị gái rất là dễ thương nha quý vị các bạn. Sư bác đang dừng chân ở ngay một gọi là một cái nét văn hóa rất là làng quê quý vị các bạn ha. Những tách trà với những dĩa hạt dưa rồi dĩa bích gừng, các chị các cô các anh các đang ngồi nhâm nhi những cái ly trà rất là tuyệt vời quý vị các bạn. Đó, hai chị gái trong những cái áo Việt Nam rất là đẹp nha. Rồi, Smart đang vào trong cổng khu vực soát vé. Đây là khu vực soát vé cộng 1 nha quý vị các bạn. Bây giờ thì mình sẽ vào trong nha. Đây các chị, các cô cũng như là các bạn trẻ đang tập trung ngay cổng soát vé rất là đông. Một cái cổng làng quý vị các bạn nha, một cái cổng làng ngay tại Sài Gòn. Đó, làng du lịch Bình Cuối quý vị các bạn ha, rất là đẹp luôn. Rồi đi vô nha. Thank you.
Ra bàn nhớ giữ phần này với thầy nha. Rồi, cảm ơn. Giống như mình đang ở một cái miền quê nào đó quý vị ạ. Rất là tuyệt vời luôn. Rồi mình sẽ đi từ từ nha. Đang hát nhạc khá là ồn ào tí quý vị ạ. Ở đây là một cái gian hàng bán nhang quý vị ạ ha. Ở đây hình như là trang trí chứ không phải là bán quý vị các bạn đâu. Trang trí thôi. Đẹp quá này. Rồi mình đi qua bên đây nha. Cuốn nhưng cái này thì em vừa mới phát minh ra nên là mình làm mà cái ở trong này gọi là bắp. Dạ. Thì ở ngoài kia gọi là ngô nên là có tên là ngô, mình được pha bằng bột ngô. Dạ rồi, em chào chị nha. Chị gái dễ thương quá. Còn muốn xem quay cho các món thì giới thiệu cho. Dạ, chị giới thiệu giúp em nha. Dạ. Chị cho em biết tên chị ha, chị tên gì chị? Chị tên là Loan ạ. À, chị Loan. Đang làm việc tại Sài Gòn Bản Dốc, ngay dạ. Cái điểm của thác Bản Dốc luôn ạ. À, ngay ở thác Bản Dốc luôn chị ha. Khách sạn nhà mình ở ngay đối diện với cái thác luôn ạ. À, rồi em nhờ chị giới thiệu giùm em những cái mặt hàng của gian hàng mình nha. Bắt đầu mình sẽ đi từ món bánh cuốn nhé. Dạ vâng. Tất cả các nguyên liệu đều mang từ ngoài Cao Bằng vào, ngay dạ. Cả những cái công cụ mình làm luôn. Tại vì nó là đặc trưng của vùng miền nên là vào đây thì sẽ nó rất là đặc biệt đấy. Dạ. Nên là đây là bánh cuốn mình sẽ dán từng cái một. Từng cái một chị ha. Đúng rồi, rất là dạ. Mỏng, rất là. Chị cho em xin phép đeo cái micro cho chị okay. Chút xíu nha. Dạ, dạ rồi. Rồi chị nói tiếp giúp em nha. Đây là bánh cuốn. Bánh cuốn. Và bây giờ quý vị là khách thưởng thức là mình đổ từng cái một chị ạ. Đúng rồi, mình đổ rất là mỏng mỏng từng cái một. Xong rồi là mình sẽ chờ một lúc để chín. Xong mình sẽ mang ra. Xong rồi mang ra mình sẽ cho thêm một chút, một tiếp thịt băm. Dạ. Thì mình sẽ để làm nhân của nó cho nó ngon đấy. Dạ. Là mình sẽ làm một chút thịt băm. Dạ. Rồi sau đấy mình sẽ quần quần lại. Nó sẽ ra cái đĩa như này. À. Mình chéo sang bên này một chút đi. Bánh cuốn bên kia chị ha. Dạ đúng rồi. Dạ. Chị cầm lên giới thiệu cho nó. Đây, sau khi là đây là cái thành phẩm từng cái một. Nó là vốn nó là cái bắp màu vàng nên là nó bắp. Sẽ ra cái màu vàng như này dạ. Luôn. Dạ. Đẹp quá. Bánh cuốn coi như là bánh cuốn bắp vậy ha. Đúng rồi, đúng rồi, dạ. Rất là đặc biệt. Mới lần này là lần thứ hai của Cao Bằng làm luôn ấy. Dạ. Cái này vừa mới khi vừa được đặt giải vừa được làm luôn ấy. Dạ. Dạ, là cái món quá. Đầu tiên mang vào đến Sài Gòn luôn. Rất dạ. Là rất là đặc biệt. Dạ rồi, còn dạ. cái chảo này là gì chị? À cái này là chị đang hấp cái món xôi. À, cái này là của đồng bào họ sẽ làm bằng cái này. À xôi. Là để hấp xôi. Ra một cái món xôi ngũ sắc. Xôi ngũ sắc chị ha. Dạ. Đây nhá, đây là một cái đĩa xôi ngũ sắc thì bình thường này. À, tất cả những cái món cái này thì sẽ là làm bằng cái gạo. Cái loại gạo nếp ong là cái gạo ngon đặc trưng nhất của Trùng Khánh, có mỗi một vùng Trùng Khánh có. À bên Trùng Khánh chị ha. Dạ, ở Trùng Khánh. Ngon nhất trong tất cả các loại gạo để làm xôi. À dạ. Còn các màu của xôi thì là cái gạo là chung nhưng mà tất cả các màu là chị sẽ làm bằng nhuộm từ lá cây hết, rất là đặc biệt. Dạ, thơm quá chị ha. Dạ. Cái này thì sẽ là màu cẩm tím. Cẩm tím. Cái này là một cái tiếng địa phương chị gọi thì là một bằng cái hoa gọi là hoa bóc con, còn tiếng phổ thông thì sẽ gọi là hoa thơm.
hoa thơm. Dạ. Sẽ ra cái màu này. Đẹp quá. Còn cái màu này là cái màu xôi màu đen. Dạ. Cũng làm từ lá cây thì ở trên đặc trưng là có muối Cao Bằng có thì nó trong cái mùa tháng 3 này thôi. Dạ vâng. Tới nay là nó sẽ không có, chỉ gọi là lá sâu sâu. Dạ. Nhưng mà thực chất thì nếu mà theo cái tiếng Việt phổ thông thì là gọi là cái phong ta ấy. Dạ. Thì cái lá nó còn non non một chút, già quá cũng không được. Ừ. Thì sẽ làm được ra màu này. Còn dạ. Màu này là chị đang cho một là làm bằng lá dứa. Lá dứa, dạ rồi. Cái này cũng là màu cẩm. Màu cẩm. Đúng rồi, có rất là nhiều màu nên là nó tạo nên một cái đĩa xôi. Đĩa xôi ngũ sắc. Đúng rồi, rất là hấp dẫn đúng không? Nghe cái nhìn cái đĩa xôi đẹp mắt như thế này đúng không? Mà nghe chị giới thiệu nguyên liệu thôi mới thấy là nó hấp dẫn như thế nào chị ạ? Rất là đặc trưng luôn đúng không? Đúng rồi, rất là đặc biệt. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Mình đến món tiếp theo nhé, chị sẽ giới thiệu là món này là món bánh hạt dẻ, cũng là rất là nổi tiếng, có mỗi Trùng Khánh có nhá. Dạ. Riêng chỗ khác không có. Bánh này bánh gì chị? Bánh hạt dẻ. Bánh hạt dẻ. Dạ đúng rồi, còn cái quả nó là như này. Đây. Đây là cái quả hạt dẻ nhá. À. Đây là chị mang vào để mọi người biết là mình làm từ cái nào. Dạ. Mình sẽ lấy cái hạt. Đấy, cái hạt của nó xong về mình sẽ làm ra cái bánh như này. Dạ, mình làm nhân gì ha? Mình làm ra bột bánh. Dạ. Hấp dẫn quá. Rất là đặc trưng. Dạ. Một chị gái phải nói là rất là dễ thương quý vị các bạn ạ. À. À, còn ngoài ra thì chị có mang thêm hai món thạch. À, hai món thạch nữa. Đây, cái này là thạch mắc cúp, là cái tiếng địa phương. Nó là một từ một cái quả gọi là quả mắc cúp. À. Nó mọc rất là tự nhiên ở những cái vách đá ấy. Dạ. Ngoài là người ta sẽ lấy cái quả về bổ ra để lấy cái hạt. Dạ. Phơi khô xong rồi sau đấy mình sẽ lấy về bỏ cái nước. Không có cho thêm bất cứ một cái gì, nhưng quan trọng là khi mà mình làm ấy thì mình phải đông được cái định lượng nước bao nhiêu. Dạ. Thì nó mới đông được. Thế chị mở cho chị. Cái này là đang đông đó chị ha. Đúng rồi, cái này là đang đông thành. Mà khi mình làm mà mình cho nhiều nước quá thì nó loãng, nó sẽ không đông được. Dạ. Và cho ít nước quá nó sẽ đặc, nó cứng. Dạ. Và nó không có ra cái vị gì. Wow. Đấy. Còn bên này gì? Cái thạch này là thạch dây rừng, là thạch dây rừng. Là cây gọi là cái thạch đen, cũng là một cái loại cây. Dạ. Nó chỉ trồng được một cái vùng đất ở cái Cao Bằng. Một cái vùng nào đấy nó trồng nguyên cái này thôi. Oh, hay quá. Khi mà mình ăn thì mình sẽ trộn hai cái này pha lẫn với nhau. À, pha lẫn vào nhau. Đúng rồi, tạo ra một cái thạch rất là hấp dẫn. Rất là mát mẻ luôn. Trời ơi, nghe chị giới thiệu là muốn ăn liền rồi. Đúng rồi, nên thử. Tại vì họ chị mang rất những cái đặc trưng nhất của Cao Bằng rồi đây. Rồi, em cảm ơn chị gái nhiều nha. Mình là giống như cái hộp đi đi. Rồi, chị ơi, chị chào mọi người cái nha. Dạ, chị gái rất là dễ thương luôn. Dạ. Em vô ăn thật. Làm ly ăn cho biết. Nhìn hấp dẫn gì ha. Anh chị mình nên ăn thử một lần. Có gia đình anh chị cũng đang đi tham quan lễ hội ẩm thực ba miền Bắc Trung Nam. Dạ. Năm nào cũng đi hết à? Năm nào cũng đi hả chị? Chị ở gần đây không? Dạ, ở Bình Dương. Dạ. Dạ đúng rồi, lên gia đình mình lên cho vui. Cái thạch đấy thì bọn con làm là nó phải có một cái định lượng. Ý là mình phải pha cái nước với cái hạt mà cô phải mua đúng cái hạt nó làm được thạch cơ, tại vì nó có một cái cây người ta gọi là cây đực cây gái ấy. Là nếu mà mua đúng cây đực là cái hạt nó to hơn mà nó làm nó không có đông, nó không có dính được ấy, nên là nhiều người đặt mua cái này là đặc trưng của mỗi Trùng Khánh, của huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng có, mà mọi người hay bán chơi nổi ở trên các mạng ấy, thì là một số sẽ đúng một cây đực là mình làm không ra luôn ấy cô. Nên mà cậu có đi là đúng là rất là đặc trưng. Nhưng cái này là bọn con tự đi học công thức về là tự làm luôn ấy, là ngày nào con làm ngày đấy luôn. Rồi bây giờ Xuân Mắt sẽ nhờ bạn gái ở trong này cũng rất là dễ thương giống như chị bên ngoài. Nhờ bà làm cho mình một ly để mình thưởng thức thử nha quý vị nha. Đó, lần đầu tiên Xuân Mắt ăn đây là một cốc thạch mà được kết hợp giữa hai loại thạch. Dạ, giữa hai loại thạch hồi nãy chị vừa mới giới thiệu đúng không? Đúng rồi, là thạch mắc cúc với lại thạch đen. Sẽ kết hợp với nhau tạo ra một cái cốc thạch rất là ngon. Dạ. Rồi cảm ơn chị nha, bây giờ em ăn thử nha. Đó, Xuân Mắt đang cầm trên tay một cái ly thạch về nha quý vị các bạn. Cái này là cái mung gỗ nè, mung gỗ nha, ngon quá. Ăn giống kiểu xương sâm xương sáo quý vị các bạn, nhưng mà nó mát hơn nhiều nha. Rất là ngon luôn, lần đầu tiên sao bác ăn một cái ly thạch ngon như thế này. Dạ. Cái này là
không, cô cứ đi vô, cô cứ mua, cứ làm là người ta tự soát vé. Cô cứ vô, cô đưa người ta tự soát. Dạ. Dạ. Dạ, chào anh. Bây giờ sau đó sẽ tranh thủ đi tiếp nha. Ngon quá. Quý vị các bạn thân mến, như vậy là từ chiều tới giờ Showmax cũng đã chia sẻ tới quý vị các bạn cái không khí lễ hội ẩm thực ba miền Bắc Trung Nam diễn ra tại khu du lịch Văn Tánh, được bà con mình hưởng ứng rất là đông, phải nói là đông nghẹt, đông vớ trận tại đây luôn quý vị các bạn nha. Và hôm nay hòa mình vào cái không khí của lễ hội ẩm thực ba miền, Showmax rất là vui khi mà chia sẻ được quý vị các bạn những cái gian hàng như là gian hàng chè nè, rồi gian hàng xôi ngũ sắc nè của chị gái rất là dễ thương, và cái gian hàng làng nghề làm bún thủ công, làm đậu hũ thủ công và làm sữa đậu nành thủ công. Rất là vui để chia sẻ với quý vị các bạn rất là chi tiết từng công đoạn mà các anh làm như thế nào để có một cái mẻ đậu hũ, và nấu như thế nào để có một cái ly sữa đậu nành nóng hổi. Bây giờ thì mình phải chờ nửa tiếng nữa mới thưởng thức được ly đậu nành. Mình sẽ phép được kết thúc video ở đây và sẽ chia sẻ tiếp tục sau khi mà sữa đậu nành chín đó, thì Showmax sẽ chia sẻ tiếp tục tới quý vị các bạn nha. Rồi, xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú anh chị, quý vị và các bạn trong những video tiếp theo nha. Vừa mới thưởng thức xong một cái phần đậu hũ trắng nóng hổ, rất là ngon quý vị các bạn. Ăn nóng như vậy vừa mới ra lò luôn, tuyệt vời. Nhắc lầu. Cái nồi này đang nấu sữa đậu nành nè quý vị. Đang nấu sữa đậu nành.